ông Tập đề cử ông Lý Cường làm thủ tướng. Tại phiên họp Quốc hội Trung Quốc khóa 14 ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cử ông Lý Cường làm thủ tướng thay ông Lý Khắc Cường. Hãng Tân Hoa Xã ngày 11 tháng 3 cho biết ông Tập Cận Bình đã đề cử ông Lý Cường làm thủ tướng trong cuộc họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc. Ông Lý Cường sẽ lãnh đạo Quốc vụ viện, chính phủ Trung Quốc. Nhân sự trong Quốc vụ viện cũng dự kiến có sự thay đổi lớn khi Trung Quốc thông qua kế hoạch cải cách bộ máy chính phủ hôm 10 tháng 3. Nikkei đưa tin, chính trị gia 63 tuổi đã có 4 thập niên làm việc tại tỉnh Chiết Giang, quê hương ông, và trở thành thư ký cho ông Tập Cận Bình. Ông cũng đã giữ chức bí thư Giang Tô và sau đó là Thượng Hải. Giới chuyên gia nhận định nhiệm vụ chính của ông Lý Cường sẽ là giải quyết bài toán từ kinh tế nội địa. Trung Quốc đối mặt với thách thức phải khôi phục tăng trưởng và niềm tin thị trường sau khi tăng trưởng GDP năm 2022 chỉ đạt 3%, thấp hơn mục tiêu 5,5% đặt ra hồi đầu năm. Việc ông Lý Cường thay thế ông Lý Khắc Cường cho vị trí thủ tướng là điều được dự báo từ trước, đặc biệt khi giới quan sát chứng kiến ông đi sau Chủ tịch Tập Cận Bình trong lễ ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2022. Theo South China Morning Post, ông Lý Khắc Cường tuần trước đã tới chào tạm biệt các cơ quan chính phủ tại Bắc Kinh. Phát biểu tại Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia hôm 4 tháng 3, ông Lý Khắc Cường nói rằng cải cách kinh tế của Trung Quốc vẫn cần được thúc đẩy toàn diện. Ưu tiên cao nhất là phát triển. Động lực thúc đẩy cơ bản là cải cách. Tôi xin giao phó nhiệm vụ này lại cho các đồng chí, ông nói. Ngày 10 tháng 3, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Quốc hội cũng đã bầu ra Phó Chủ tịch nước, cùng các vị trí cấp cao trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều vị trí trong bộ máy chính phủ Trung Quốc dự kiến được công bố vào phiên họp ngày 12 tháng 2. Quốc hội Trung Quốc đã thông qua kế hoạch cải tổ Quốc vụ viện nhằm tinh giản bộ máy và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Đại hội 20. Tại cuộc họp Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, CPPCC, ngày 10 tháng 3, một trong hai cuộc họp, lưỡng hội, bên cạnh kỳ họp Quốc hội, ông Vương Hổ Ninh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia CPPCC. Cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin,